Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021 đang đến gần. Hiện các trường học, các địa phương trong toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng lâu dài. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bắt đầu từ khối lớp 1, theo đó tập trung phát triển phẩm chất và năng lực người học, sau đó công tác chuẩn bị đã sớm được triển khai. Trong thời gian học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trường tiểu học đã chủ động yêu cầu giáo viên nghiên cứu sách, đánh giá ưu nhược điểm của từng đầu sách. Cuối tháng 5 năm 2020, công tác chọn sách trên toàn tỉnh hoàn tất. Trong đó, chủ yếu thuộc 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của nhà xuất bản Giáo dục và bộ sách Cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm và nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những bộ sách được lựa chọn kỹ lưỡng, bám sát bộ tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đội ngũ giáo viên cũng tích cực chuẩn bị về chuyên môn thông qua các buổi tập huấn sinh hoạt tổ nhóm để trau dồi kiến thức, kỹ năng giảng dạy theo chương trình mới. Công việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của nhà trường đã được tiến hành ngay từ những ngày đầu của tháng 2. Ngay sau khi mà nhà trường nhận được các cái bộ sách mẫu từ phòng giáo dục đào tạo thị xã Mỹ Hào thì chúng tôi đã tổ chức các cái chuyên đề cấp tổ, cấp nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh lựa chọn đánh giá những ưu khuyết điểm của các bộ sách để nhằm chọn ra những bộ sách tốt nhất cho học sinh trong năm học 2020-2021. Nhà trường chúng tôi cũng đã lựa chọn những giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề và đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm trong cái việc giảng dạy lớp 1 để bố trí dạy lớp 1 của năm học 2020-2021. Sớm dự đoán năm nay, thời gian nghỉ hè của học sinh ngắn nên trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường sớm rà soát thực trạng cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học, chủ động sửa chữa, nâng cấp, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công trường lớp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các phòng học mới vào sử dụng. Nhiều nhà trường đã triển khai tổng vệ sinh, trồng cây, trang trí cảnh quan. Năm học tới này thì sẽ có 8 phòng học mới tiếp tục đưa vào sử dụng, cộng với một phòng chức năng để chuyển toàn bộ cơ sở 2 của nhà trường về trên cùng một địa điểm. Chúng tôi cũng sẽ tập trung đầu tư cho phòng tin học, mua sắm thêm khoảng 20 máy nữa để cho các em có thể học tập môn tin học được tốt nhất, tiếp thu với công nghệ thông tin. Song song với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh đã phối hợp với công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học, rà soát số lượng học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ về sách giáo khoa, đặc biệt là khối lớp 1. Theo đó, công ty đã đặt hàng các nhà xuất bản hơn 2 triệu cuốn sách giáo khoa, sách bổ trợ. Trong đó, có khoảng 24.000 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới. Thời điểm hiện tại, ngoại trừ sách lớp 1 đang được vận chuyển, tất cả các huyện, thành phố cơ bản đã nhận đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Công ty tập trung tháng 6 và đầu tháng 7 nhập sách và chuyển sách xuống các phòng giáo dục, kể cả làm thứ bảy chủ nhật, thậm chí 10, 11 giờ 2 giờ đêm cũng nhập sách để đưa xuống các cơ sở giáo dục cho kịp phục vụ năm học mới. Trong thời gian là tháng 8 năm nay sẽ phục vụ đầy đủ cho các cháu được đủ sách học vào năm học mới. Theo khung kế hoạch năm học 2020-2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, học sinh toàn tỉnh sẽ tự trường sớm nhất vào ngày 1 tháng 9. Thời gian hiện tại, các nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.